Xin chào tất cả các bạn, mình là Yuki. Mình vừa chuyển đến ngôi làng FMB để sống, nên mong được các bạn giúp đỡ nhé. Hôm nay Kuro đẹp trai sẽ dẫn mình đi tham quan làng. Hay nhớ, lại là mình, Yuki đây. Thì mình cùng Kuro đã cùng nhau trải qua 100 ngày sinh tồn rồi. Cơ mà bọn mình vẫn còn rất là nhiều thứ chưa làm xong, nên tụi mình đã tiếp tục sinh tồn thêm 200 ngày.